Xôn xao vụ việc bé gái ăn thịt và trứng cá lẩu kiến từ Tây Bắc rồi ra đi mãi mãi. Hôm nay ngày 14 tháng 7, trên các diễn đàn truyền nhau vụ việc với khắp sân như sau. Bé gái 13 tuổi bắt cua, cá lẩu kiến cùng trứng cá trong hang ở một ao hoang và mang về nhà luộc ăn. Một giờ sau mê man, sôi bọt mép. Cụ thể, ngày 13 tháng 7, bác sĩ Vũ Hoài Phương, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang xác nhận có một trường hợp được đưa đến khoa cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều ngày 12 tháng 7. Cụ thể, bác sĩ Phương trực cấp cứu ca bệnh cho biết bệnh nhân nhập viện lúc 14 giờ 36 phút ngày 12 tháng 7 trong tình trạng ngừng thở. Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cấp cứu cho bệnh nhân như bóp bóng giúp thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, mắt monitor theo dõi. Bệnh nhân đã tím tái toàn thân, mạch bẹn cảnh không bắt được, tim không nghe, phổi lồng ngực mất di động. Chẩn đoán của bác sĩ là đột tử chưa rõ nguyên nhân. Theo lời khai lúc vào viện của bà TL, mẹ bệnh nhân, khoảng 13 giờ, em T có ăn cá lẩu kiến và canh cua đồng. Đến 14 giờ phát hiện T hôn mê nên đã đưa vào viện cấp cứu. Bà TL, mẹ của bé T cho biết, T nói với gia đình đi mò cua, mò cá ăn ở ao nước gần nhà. Sau đó về, T có ăn thịt trứng của cá lẩu kiến T mang về. Khoảng một tiếng sau, bà L phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, ngã tử vong xuống trong tình trạng nửa người trước dưới đất, nửa người sau còn trên võng. Bà L đã đưa con đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Theo ông Thuận, chú ruột của bé T cho biết, ông và nhiều người dân là hàng xóm xung quanh gia đình cũng từng ăn thịt và trứng cá lẩu kiến nhưng không có biểu hiện gì hay bị ngộ độc. Gia đình bà L cũng rất khó khăn, có 7 người con. Hàng ngày bé T cũng hay đi mò cua, cá về ăn, phụ giúp gia đình, là đứa con rất có hiếu nghe lời cha mẹ. Cá lẩu kiến là một loài cá nhiệt đới dày trơn, sở dĩ chúng có tên gọi như vậy là bởi loài cá này có tập tính hút rêu, chất nhớt ở thành bể làm thức ăn, giúp môi trường nước sạch sẽ, bớt chất bẩn hơn. Mặc dù cá lẩu kiến có thể ăn được, nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu người ăn có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hoạt động không tốt, tốt hơn hết hãy tránh sử dụng các thực phẩm lạ như loài cá lẩu kiến này. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức gây xôn xao cho cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.